Top các tuổi đẹp làm nhà năm 2024, năm Giáp Thìn giúp cho gia chủ phú quý, trường thọ, an yên và hưởng lộc trọn đời. Xin chào tất cả các bạn, mình là Xuân Phong Thủy đây. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái tuổi đẹp làm nhà năm 2024. Các bạn hãy like và chia sẻ video này và đừng quên nhấn vào đăng ký kênh Phong Thủy Vizento của mình nhé. Các cụ ngày xưa hay có câu thơ như sau: làm nhà cửu trạch vận từng niên, phúc đức bảo lộc phú thọ yên, nếu gặp bại hư khốc tử quỷ, ấy là sát chủ hoặc thê hiền. Câu thơ này có ý nghĩa như sau: đối với những gia chủ năm 2024 mà được vào trạch phúc, trạch đức, trạch bảo, trạch lộc thì khi khởi công động thổ làm nhà sẽ được phú quý, trường thọ và an yên. Ngược lại, đối với những gia chủ gặp phải trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch tử hay là trạch quỷ thì khi động thổ làm nhà sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân về sức khỏe, về kinh tế cũng như là về hạnh phúc gia đình, đều có những cái rủi ro. Và hôm nay Xuân sẽ chia sẻ những cái tuổi đẹp, tuổi đại cát đại lợi làm nhà để tránh những cái hiểm họa khôn lường trong quá trình làm nhà hay là sau khi làm nhà đối với các gia chủ nhé. Và đây chính là bảng cửu trạch vận liên. Những gia chủ gặp được trạch phúc, trạch đức, trạch bảo, trạch lộc thì năm 2024 sẽ động thổ làm nhà được đại cát đại lợi. Ngược lại, đối với những gia chủ gặp phải trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch tử, trạch quỷ thì chúng ta không nên khởi công động thổ làm nhà nhé. Và nếu những cái gia chủ mà gặp phải những trạch này mà vẫn muốn khởi công động thổ làm nhà trong năm 2024 thì chúng ta sẽ đi mượn những cái tuổi đại cát đại lợi để khởi công động thổ làm nhà nhé. Và những gia chủ được trạch phúc là các tuổi Bính Tuất 2006, Đinh Sửu 1997, Mậu Thìn 1988, Kỷ Mùi 1979, Canh Tuất 1970, Tân Sửu 1961 và Nhâm Thìn 1952. Các tuổi được trạch đức là Ất Dậu 2005, Bính Tý 1996, Đinh Mão 1987, Mậu Ngọ 1978, Kỷ Dậu 1969, Canh Tý 1960 và Tân Mão 1951. Các tuổi được trạch bảo là các tuổi 2008 Mậu Tý, Kỷ Mão 1999, Canh Ngọ 1990, Tân Dậu 1981, Nhâm Tý 1972, Quý Mão 1963 và Giáp Ngọ 1954. Những tuổi được trạch lộc là các tuổi Đinh Hợi 2007, Mậu Dần 1998, Kỷ Tỵ 1989, Kỷ Mùi 1979, Tân Hợi 1971, Nhâm Dần 1962 và Quý Tỵ năm 1953. Ngoài ra, với nền kinh tế hiện đại hóa và công nghiệp hóa thì các tuổi đồng thời không phạm vào ba yếu tố như sau cũng có thể khởi công động thổ làm nhà được năm 2024. Đó là những cái tuổi không phạm vào Kim Lâu, Hoang Ốc và Tam Tai. Sau đây là 10 tuổi không phạm vào Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai để cho các gia chủ cũng có thể lựa chọn được khởi công động thổ làm nhà nhé. Đó chính là Ất Mùi 1955, Đinh Dậu 1957, Mậu Tuất 1958, Bính Ngọ 1966, Đinh Mùi 1967, Quý Sửu 1973, Nhâm Tuất 1982, Ất Sửu 1985, Tân Mùi 1991 và Giáp Tuất 1994. Như vậy thì Xuân vừa chia sẻ xong những cái tuổi động thổ làm nhà khởi công tốt trong năm 2024. Nếu như các bạn có những cái vấn đề gì thắc mắc thì hãy comment ở phía bên dưới để Xuân sẽ tư vấn và trả lời cho các bạn một cách nhanh nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.